mát lạnh. Ba kêu ba ồ đẹp quá sợ luôn nè. Ồ quá đẹp luôn. Quá đẹp. Ồ, nghe tiếng suối chảy vậy trời hành. Hẻm núi Vân Đài Sơn hình thành từ 1 tỷ 2 năm về trước. Đi lên bằng heo cuốn khỏe ghê. Quá đã. Hân. Ủa gì là
Hồi nãy mình cũng lội bộ từ dưới này lên nữa hả? Không có đâu, mấy người đó là đi bộ á. À, lối đi bộ. Nhưng mà mình cũng đi từ đoạn này nè. Từ đoạn này lên. Từ đoạn này lên đây. Mát quá. Cái đập. Thank you.
quá trời đồ ăn luôn Hân ơi. Hào kìa Hân. Mít heo này quá trời luôn đó. Bốn cây này 10 tệ là 35.000. Cây này 10 tệ. Có mình tiêu nè. Hey.